trong cuộc chiến dẹp sạch Formosa và quét tan bè lũ đang bao che cho nó, thì sức mạnh chính yếu là niềm tin tâm linh vào tôn giáo, vào lẽ phải thắng bạo ngược hung tàn, đi đôi với sự đoàn kết đồng tâm của toàn dân quốc nội hải ngoại và dân chúng thế giới mới mong mang lại chiến thắng cuối cùng được. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Sức mạnh ở đâu để chiến thắng Formosa của Trần Hoàng Việt qua sự trình bày của Nguyên Khải. Từ hơn 6 tháng qua, Formosa là cái tên đã trở nên quá quen thuộc với người dân Việt Nam vì nó là thủ phạm đã gây nên một thảm họa môi trường kinh khiếp làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Việt Nam một cách trực tiếp hay gián tiếp, ngày hôm nay và ngay cả tương lai lâu dài về sau. Người dân Việt Nam đã liên tục xuống đường để đòi bồi thường thiệt hại và đòi Formosa làm sạch môi trường để những người bị ảnh hưởng trực tiếp có thể ra biển đánh cá hay trở lại những nghề nghiệp như xưa. Tuy nhiên, cái khó của người dân là họ phải đối phó với một Formosa đang được nhà nước Việt Nam bao che và đồng lõa. Cho nên, việc thưa kiện hay biểu tình phản đối Formosa đồng nghĩa với việc bị nhà nước này làm khó dễ hay đe dọa và đàn áp. Thế thì người dân phải dựa vào đâu để đi đòi công lý và quyền được sống trong một môi trường trong sạch cho mình và cho con cái về sau? Có lẽ chỗ dựa đầu tiên của người dân là vào chính lẫn nhau. Mọi người đều là nạn nhân của một thảm họa tàn khốc và đang gây ra cảnh đói nghèo, mất công ăn việc làm, hoang mang lo sợ về một tương lai có nhiều khả năng bị bệnh tật cho mình và cho con cháu. Nhân dân bốn tỉnh miền Trung đã bị dồn đến đường cùng để không thể nào không đấu tranh để mà tồn tại. Chỗ dựa thứ hai là lương tâm của đồng bào cả nước, của người Việt ở hải ngoại và của nhân dân tiến bộ khắp nơi trên thế giới. Riêng với đồng bào cả nước thì không phải chỉ là sự đồng cảm, thương xót cho những người bị nạn, mà còn là nỗi lo sợ cho cá nhân mình, vì cá, muối nhiễm độc cũng có thể đi đến khắp nơi. Hơn thế nữa, nếu không đấu tranh với một Formosa này để giữ sạch môi trường, thì chắc chắn sẽ còn nhiều Formosa khác nữa, sẽ làm cho cả nước Việt Nam điêu đứng và không chừng sẽ bị diệt vong. Trên đây là những chỗ dựa căn bản cho người dân trong công cuộc đấu tranh đòi công lý. Tuy nhiên, để cho công cuộc đấu tranh có được sự thành công thì phải có sự đoàn kết, có tổ chức, và điều đó không phải dễ trong chế độ công an trị ở Việt Nam. Tuy nhiên, người dân Việt Nam đã có trời giúp đỡ. Phải, một chỗ dựa vô cùng to lớn cho người dân trong công cuộc đấu tranh của mình là niềm tin tôn giáo. Tôn giáo đã dạy cho con người lẽ phải, lòng yêu thương, sự tôn trọng công lý và đức hy sinh. Tôn giáo đã làm cho người dân đoàn kết, tìm đến với nhau và sẵn sàng hy sinh cuộc sống đời này cho cuộc sống đời sau. Và chính đó là điều làm cho mọi chế độ độc tài, tàn bạo nào cũng phải run sợ. Trong những cuộc biểu tình lớn nhỏ, những lần lên đường đi khiếu kiện của người dân, chúng ta nghe râm ran những lời cầu nguyện và đặc biệt là kinh hòa bình. Những con chiên ngoan đạo đoàn kết đi bên nhau có kỷ luật, có tổ chức, có quyết tâm, vì họ tin có một Đức Chúa trên trời với lòng yêu thương cho người nghèo khó hay hoạn nạn đang đồng hành với họ. Những người nghèo khổ bị cướp đi kế sinh nhai trong hơn 6 tháng qua, bị hoang mang lo lắng về một tương lai đen tối đã biết đoàn kết với nhau để đấu tranh một cách cương quyết và không sợ sệt vì họ có đức tin. Họ là những người Công giáo, là những tín đồ của những tôn giáo khác nhau đã và đang là nạn nhân của Formosa và những người đứng đằng sau nó. Những người dân Việt Nam thật thà và lương thiện ở khắp các tỉnh thành, làng mạc sẽ tìm đến với nhau vì cùng chung một hoàn cảnh là phải đấu tranh để sống còn. Niềm tin sẽ là sức mạnh để họ chiến thắng được Formosa và đồng lõa của nó. Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Người dân Việt Nam đã bị người Cộng sản lừa gạt liên tiếp từ giai đoạn Xô Viết nghệ tĩnh đến Formosa ngày hôm nay, và nhân dân các tỉnh miền Trung là nạn nhân bi thảm nhất lịch sử. Mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Ngô Quốc Sĩ với tựa đề Từ Xô Viết nghệ tĩnh đến biển dậy Vũng Áng, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Ừ.
nói đến cuộc chiến tranh chống Pháp của dân Việt, người ta thường tô bóng phong trào Xô Viết ngày tịnh như ngọn lửa cách mạng do Cộng sản Việt Nam đốt lên. Nhưng lịch sử đã bị bóp méo, cần tìm hiểu để có một cái nhìn chính xác hơn. Thật vậy, Xô Viết nghệ tĩnh là tên gọi phong trào đấu tranh của lực lượng công nhân và nông dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong năm 1930-1931, mở đầu bằng cuộc biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 1930 của công nhân khu công nghiệp Bến Thủy và nông dân thuộc năm xã ven thành phố Vinh. Từ đó đến tháng 8 năm 1930, ở vùng Nghệ tĩnh đã có đến 97 cuộc bãi công và biểu tình của công nhân và nông dân, làm chính quyền đô hộ tan rã nhiều nơi và một chính quyền mới được thành lập dập khuôn theo Xô Viết. Thế đó, Xô Viết Nghệ tĩnh là phong trào đấu tranh của dân Nghệ tĩnh, nhưng rất tiếc phong trào đó chỉ có cái vỏ bọc chống thực dân Pháp mà thực chất là đòn bẩy hình thành chế độ cộng sản tại Việt Nam. Lợi dụng phong trào Xô Viết Nghệ tĩnh, Hồ Chí Minh kết hợp ba đảng cộng sản Nam Kỳ, Trung Kỳ và Bắc Kỳ để thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, Xô Viết Nghệ tĩnh là bàn đạp thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam qua chiêu bài chống thực dân đế quốc. Từ vết đen Xô Viết Nghệ tĩnh, hôm nay dân Nghệ tĩnh lại hứng chịu thảm họa Dũng Án, nơi sản xuất gang thép của Formosa. Tập đoàn này được tên Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải cho phép với nhiều đặc quyền như thuê đất đến 70 năm, vượt quá 20 năm so với luật đất đai năm 2003, được miễn tiền thuê đất trong 15 năm, được miễn thuế các mặt hàng tạm nhập tái xuất, miễn thuế nhập cảng đối với các mặt hàng tạo tài sản cố định, vân vân. Hoàng Trung Hải còn cho phép Formosa xây dựng nhà ở cho công nhân thuê hoặc mua. Còn Nguyễn Tấn Dũng thì đồng ý cấp cho Hà Tĩnh gần 300 tỷ đồng để hỗ trợ dự án xây nhà ở cho công nhân, đặc biệt là hàng ngàn công nhân Trung Cộng. Điều đáng nói là Formosa đã tàn phá môi trường, làm cái chết hàng loạt từ hôm 6 tháng 4 năm 2016, khiến dư luận phẫn uất cực độ. Nhà báo Diane Wilson nhận giải thưởng cao quý nhất vào năm 2006 của F. Econ Foundation, mang tên Hành Tinh Xanh 2006, cho biết năm 2009 Formosa buộc phải nhận bằng khen mang tên Hành Tinh Đen 2009, coi như một vết nhơ trên thương hiệu để toàn thế giới nhận rõ bản mặt dơ bẩn và xa lánh. Chuyện Formosa gây ra thảm họa Dũng Án làm cho cá chết, biển chết và người chết đã hiển nhiên, nhưng đáng buồn thay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra vô trách nhiệm, lấp liếm, chạy tội cho Formosa đến nỗi cánh cò phải lên tiếng phẫn uất. Một tháng trôi qua không một đơn vị nào chịu trách nhiệm về cách ứng phó với thảm họa. Người ta nhìn nhau và lấm lét nhìn dân, những cái nhìn thiếu lương thiện chỉ cốt chạy trốn trách nhiệm và tìm cơ hội cứu lấy chiếc ghế của mình. Uất ức và phẫn nộ, dân chúng đã xuống đường biểu tình đòi nhà cầm quyền Cộng sản làm sáng tỏ vấn đề, thì lại bị công an đàn áp đẫm máu, rồi còn đổ tội cho dân chúng bạo động gây rối. Đặc biệt, thảm họa Dũng Án đã tác động mạnh vào lương tri của những người lãnh đạo tinh thần như Đức Giám Mục Vinh, Nguyễn Thái Hợp, đã lên án tội ác hủy hoại môi trường, gây nên cái chết trên thân xác của đồng bào bốn tỉnh miền Trung, mà còn tạo nên cái chết về văn hóa và giáo dục kéo dài nhiều thế hệ. Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt cũng nhấn mạnh đến nỗi chết trong tâm hồn, với cái chết của lương tâm, của luân lý, của lý trí và chính trị. Thái độ bạo ngược của Cộng sản cũng đánh động con tim của người cầm bút, tiêu biểu như nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh. Ngày hôm qua họ đã đánh vào má trái của phụ nữ và trẻ em, hôm nay chúng ta đưa luôn cả mặt cho họ đánh thêm. Liệu họ có đủ sức nuôi lòng thù hận dài lâu để có thể đánh hết người Sài Gòn không? Tôi, Huỳnh Ngọc Chênh, đang có mặt tại Sài Gòn để sẵn sàng đưa mặt ra cho họ đánh, cứ đánh vào mặt tôi, nhưng hãy trả biển và quyền làm người lại cho dân. Đáng nói nhất là cô giáo Làm, một nhà giáo chỉ biết vui với phấn trắng bảng đen, nay cũng phải buông phấn nhập cuộc với phong trào đấu tranh bảo vệ môi sinh Dũng Án. Cô giáo Làm đau lòng nhìn biển chết. Đất nước mình buồn quá phải không anh?
biển bạc rừng, xanh cánh đồng, lúa biếc. Rừng đã hết và biển thì đang chết. Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Tại hải ngoại, ngoài những cuộc biểu tình rầm rộ ủng hộ đồng bào Vũng Áng, tiếng nói của thơ văn cũng tác động mạnh vào dư luận. Nhà thơ Ngô Minh Hằng đã thốt lên những lời thật cảm động. Anh hỡi, xin anh nhìn Vũng Áng, để chia niềm hận với quê hương, ai dâng sông núi cho tàu cộng, ai giết dân ta đủ mọi đường. Thế đó, Xô Viết Nghệ Tĩnh đã một lần dùng lên làm bàn đạp cho Cộng sản phản dân hại nước, rồi đến lịch sử lại tái diễn với Quỳnh Lưu Vũng Áng, sẽ giúp rửa sạch vết nhơ xưa để xứng danh với non nước Hồng Lam địa linh nhân kiệt đó sao?